còn kế hoạch nhất, đây là kế hoạch của Polymer là cái gì? Thì ông ta kể thêm với các bạn rất là lạ ấy, là ông ta lại vẽ tầm nhìn về xứ Đông Dương từ trước khi sang, chưa bao giờ đặt chân sang xứ Đông Dương này. Từ trước khi sang Đông Dương ông ta đã xác định kế hoạch rồi, chứ không phải là sang lên đây xong rồi lập nhóm nghiên cứu, thuê tổ tư vấn các giáo sư kinh tế chính trị bắt đầu nghiên cứu. Mẹ Polymer, tôi càng về sau tôi càng tôi tham gia một số tổ ấy, là không phải do nghiên cứu, tầm nhìn chiến lược không thể do nghiên cứu được, tầm nhìn chiến lược do những bộ óc vĩ đại, họ đã tập hợp những thông tin từ trước đấy hoặc đã được chuẩn bị sẵn, sau đó họ hình thành. Còn các nhóm tư vấn là chỉ giải quyết chi tiết thôi, nhóm tư vấn các cái nhóm không thể xây dựng chiến lược, nên là tầm nhìn trong đầu là ông ta xây dựng. Các bạn hình dung này, Polymer sang Việt Nam khi đã có tầm nhìn trong tay, đã có ý đồ trong tay, có cách thức trong tay rồi, ông ta biết trước ở bên Đông Dương nó có chuyện gì, tiền, tại vì bộ trưởng tài chính mà biết được là ở Đông Dương tiền bạc thế nào rồi, có bạn bè, có đảng phái, có đồng chí, có cộng sự, cho nên biết được tình hình ở Đông Dương, tại vì nó đi đi về về, những cái quý tộc nó đi đi về về này này, cho nên đều biết hết. Đấy, cho nên ông ta đã hình dung. Và trước khi đi sang Đông Dương, trước khi rời khỏi tàu đi sang Đông Dương, thì Polymer đã gặp giới tài phiệt ở Pháp rồi. À, các bạn biết ngày xưa là tập tài phiệt rồi, gặp ngân hàng, ông ta bàn luận là mẹ tao mà sang bên này thì tao định làm này, mày có làm này không đấy, bàn luận sẵn rồi, chứ không có chuyện là sang Việt Nam xong bắt đầu lập tổ tư vấn, mẹ hết 3 tháng 6 tháng nghiên cứu chính sách chính, xong rồi lại thông qua nghị viện, mất búa mất năm, không có mẹ. Cho nên ông ta sang thì ông ta làm những việc sau: một là khảo sát toàn bộ, ông ta miệt mài đi cưỡi ngựa sang được 1 tháng, thật là mẹ cưỡi ngựa, các bạn biết đấy, câu chuyện cưỡi ngựa vào trong Đà Nẵng như thế nào, câu chuyện mà kể cái cuộc hành trình ở Đà Nẵng thú vị như nào đấy. Cho nên người ta dùng từ là Ptolemy là một người toàn quyền tàng hình, hiện diện ở khắp mọi nơi, quan tâm tới mọi thứ. Vì sao? Vì toàn quyền cũ về cơ bản là ngồi ở Sài Gòn, đầu tiên là Sài Gòn nhé, là cái dinh toàn quyền đầu tiên ở Sài Gòn, sau này ở Hà Nội ấy, là dinh chủ tịch nước bây giờ ấy. Về cơ bản là mọi người ngồi ở ở nhà thôi, chả đi đâu cả. Còn cô Tây Vi làm gì có đường xá, làm gì có tàu lửa, làm gì có gì. Thứ hai là sức khỏe các bạn. Polymer sang Việt Nam 39 tuổi, ông ta có 8 người con. Các bạn hình dung là có 7 người con rưỡi rồi, năm là con trai ở ở nhà, hai cô con gái đi sang và bà vợ cũng mang bầu. Mẹ 39 tuổi mà có 8 người con, quá khỏe. Thế cho nên là sức khỏe tốt, ông ta rất là khỏe mạnh, cho nên là ông ta đã hiện diện ở khắp mọi nơi, quan tâm tới mọi thứ. Đấy, chứ là đây tôi mới nói thứ hai đấy là lên vai là gì, ông ta là tài chính mà, mẹ rất có kinh nghiệm về tài chính, cho nên thống nhất Nam Tam Kỳ, ba kỳ thống nhất lại với nhau, tiền thu từ Nam Kỳ nhiều nhất thì phải chia sẻ, tức là hợp nhất lại với nhau, chứ không thể là dùng một một loại tiền chia được, giống như anh em mình tiền chúng ta có 5 công ty con hay là có cái này kia, mẹ hợp nhất mà để còn làm được nhiều việc, còn làm những chất to, chứ bây giờ mỗi thằng lại giữ trong ví của mình những cái chỗ nho nhỏ thì làm sao làm được cái gì lớn. Thứ hai là ông ta muốn thành lập một bộ máy mạnh, một bộ máy mạnh, một bộ máy điều hành mạnh, thì tìm cách đấy là giảm bớt ảnh hưởng của Triều Nguyễn, tức là loại bỏ kinh lược sứ Bắc Kỳ. Đấy lại quay lại câu chuyện Hoàng Cao Khải. Hoàng Cao Khải khi đó thì được vua nhà Nguyễn coi, tôi không biết là vua gì nhỉ, hồi đấy không biết là nhớ là vua gì, thì trao cho đấy là kinh lược sứ Bắc Kỳ, tức là thay mặt vua cai trị toàn bộ sứ Bắc Kỳ. Nhưng mà nếu như thế lại một mình ra mệnh lệnh, lại có một thằng khác cũng ra mệnh lệnh, xong mình lại nói với nó lại nói bộ máy bên dưới, tốt nhất là loại bỏ luôn. Polymer tìm cách loại bỏ kinh lược sứ, không có chức kinh lược sứ nữa. Hoàng Cao Khải sau khi bị loại bỏ kinh lược sứ thì được rút về Triều Nguyễn và Trung Huế làm bộ trưởng binh bộ thượng thư, tức là bộ trưởng bộ quốc phòng đấy, về đấy đâu, chứ không có nghĩa là lại ngồi ở ngoài Bắc Kỳ lại cản trở, chắc là không cản trở đâu, nhưng mà rối rắm là Polymer không thích thế. Thứ hai nữa là Polymer coi rằng trung tâm của Đông Dương phải là Hà Nội, phải cho xây phủ toàn quyền, hình như xây từ trước đấy sao tôi không, chắc là xây trước này, tức là chuyển trung tâm từ Sài Gòn về Hà Nội, bởi vì với Hà Nội mới được. Với Hà Nội thì ông ta nhận thấy, tất nhiên câu chữ này thì tôi không dám chắc, tôi chép lại thôi, đấy là thời tiết mùa đông se lạnh của Bắc Kỳ là khiến cho điều kiện làm việc đấy tốt hơn hẳn năm ở Sài Gòn, tại ngày xưa chưa có điều hòa nhiệt độ. Thứ hai gần Trung Quốc, cho nên là gần cái mối quan hệ thường ngày với các nước này, cũng như đòi hỏi điều đặn hơn, quan lại nhiều hơn, nên ông ta cần là chuyển trụ sở, giống như kiểu Gia Long ấy. Vua Gia Long ngày xưa khi thống nhất được đất nước ấy, thì chuyển trung tâm của người Việt Nam về Huế, ông ta không dám ở lại Hà Nội đấy, vừa là do mảnh đất dài cả Gia Định với cả ở thành Thăng Long, cho nên ghép hai cái từ lại với nhau là thành tên vua Gia Long ấy, tên Gia Long là ghép hai cái từ Gia Định và Thăng Long lại với nhau đấy. Thế còn Polymer khẳng định là trung tâm phải là tự về Hà Nội và ông ta chuyển về.
Sau nữa là ông ta lại phát triển tiếp mối quan hệ thân thiết với các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức các cuộc gặp ở Paris. Đấy, tôi nói lại là tổ chức cuộc gặp ở Paris từ trước khi lên đường. Đấy, đặc biệt là quan trọng cái mối quan hệ này. Thì kết quả nhé, ok, thứ nhất là nó đơn giản thôi, đấy là bộ máy thuộc địa được cải tổ, được thống nhất, được thanh lọc. Đấy, ông ta vì mục tiêu của ông ta không phải ăn tiền ở đây, không tham nhũng cái gì cả. Nhiều người sang đây, sang Đông Dương ấy, sang làm toàn quyền ấy, giống như sang làm đại sứ hay cái gì ấy, là khi tuổi đã nhiều rồi, 60 tuổi coi như thôi. Các bạn biết được cuộc đời ấy, có nhiều kiểu người. Thôi bây giờ cho mày một cái chức, mày sắp về hưu mà, thôi thì mày làm một cái chức gì đấy thôi cho nó yên ổn, 5 năm nữa là hết nhiệm kỳ anh về hưu. Thế thì thôi, anh về hưu thôi, anh ngồi đây chả làm gì. Paul Rime sang rất trẻ, 40 tuổi, ông ta không coi xứ Đông Dương là một chỗ để mình về hưu. Ông ta coi đây là một bước đệm cho mình phát triển nhé, nó khác biệt nhau. Nhiều người coi về sang làm đại sứ, các bạn biết rồi, nhiều câu chuyện làm đại sứ rồi làm thứ trưởng, làm tổng giám đốc hay là kể cả chủ tịch hay chức gì đấy á. Nhiều người là ở cái độ tuổi 50 hay 60 để chả làm gì đâu mà các bạn ạ. Con người là chuyện bình thường đấy. Chúng ta cũng vậy, khi ở cái độ tuổi đấy sức khỏe chúng ta không tốt, chúng ta cũng biết rằng mình chẳng đi đâu được nữa. Nhất là nhiều đồng chí mà chả có cơ hội, chẳng có cửa nào lên nữa mà. Thế thì thôi chiến đấu làm gì? Ở nhà là thôi ngồi trên ghế vặt thôi, kiếm thôi, chứ còn nhưng cần gì chiến đấu. Cho nên là Bonnume sang ấy thì cải tổ một con người rất mạnh mẽ. Ông ta là một cái giới bình dân đầu nói đầu não. Đông Dương không còn phụ thuộc vào ngân sách của Trung Quốc nhé. Nước Pháp tuyên bố là Đông Dương không có tiền nữa đâu. Sang đây mày phải tự mà kiếm 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 tiền. Cái từ này như là 1,5 tỷ là hơi là sai đấy. Tôi không biết là có đúng không, nhưng mà có vẻ là không chính xác đâu nhé. Như câu chữ này có vẻ không biết là có đúng không. Thế nhưng mà ông ta là cần phải có tiền nhé. Và câu chuyện của Polymer lặp lại nhé. Ở đây các bạn nhìn thấy này, là cái mô típ được lặp lại. Connecting the dot, connecting the dot, connecting the dot. Những gì ông ta nghĩ ở trước ở nước Pháp không thực hiện được, ông ta sẽ thực hiện ở Đông Dương. Đấy là gì? Thuế. Rất đơn giản, ông ta lập luôn một hệ thống thuế. Thế thuế rượu, thuế thuốc phiện, thuế muối và tăng nguồn thu gây tranh cãi. Thật ra thì sau này thì sách vở bây giờ đều nói rằng là Polymer siêu cao thuế nặng của nhân dân Việt Nam rất là bất mãn. Chắc là đúng đấy. Tôi tất nhiên là bất mãn này đúng thôi, nhưng các bạn nghĩ xem này, bẻ thuốc thuế đánh vào rượu, đánh vào thuốc phiện như ở thuốc lá bây giờ, ông ta tăng hết cỡ, tôi không biết là 100% hay bao nhiêu phần trăm hay không không biết, nhưng ông ta tuyên bố rằng thuế cao hết cỡ. Tôi ủng hộ. Kể cả mình cách đây 3 4 năm ấy, mình mới nói rằng là cái bao thuốc lá ở Việt Nam, cái chai rượu ở Việt Nam sao lại thuế lại rẻ này, đánh thật cao lên các bạn. Tôi hoàn toàn ủng hộ đấy. Cho nên là Polymer sang chỉ có mỗi muối thì tôi hơi ngạc nhiên tại sao ông ta lại đánh thuế muối. Đấy, thuế muối nhất là vùng sâu vùng cao vùng miền núi ấy, thì tôi không hiểu tại sao đâu. Thế nhưng mà muối thì là ở Việt Nam sản xuất rất là nhiều. Các bạn biết là Việt Nam là một quốc gia mà miền mùa nắng như này này, cả một cái bãi biển dài như vậy, cho nên muối rất nhiều. Thì tôi không rõ là lý do nhé, nhưng ít nhất là ông ta đánh thuế rượu, thuế thuốc phiện, ông ta chấp nhận cho người Việt Nam sử dụng thuốc phiện. Và các bạn biết rồi, người mà sử dụng thuốc phiện ấy là phải giàu có, là quý quan lại, là địa chủ, là người này người kia. Thế đồng chí đồng ý, đồng chí hút đi. Mà thuốc phiện ngày đấy bây giờ đối với chúng ta thì là hơi nghiêm trọng, nhưng mà ngày xưa thuốc phiện nó cũng giống thuốc lá bây giờ mà. Được hút, các bạn biết là cái bàn đèn, tẩu bàn đèn này năm năm hút hút này, nộp tiền thôi, cái đồng chí nộp tiền. Chính vì thế là thu thuế và rất nhiều tiền. Sau 5 năm, 10 năm trở lên, tiền thuế của Việt Nam là tăng gấp đôi gì, tôi không biết là tăng thuế. Đấy là điểm thứ nhất nhé, rất thú vị. Tăng thuế, tăng tiền lên. Tăng tiền lên thì bắt đầu cân bằng thu chi rồi, bắt đầu có dư tiền rồi. Dư một năm là đâu 20 triệu franc hay bao nhiêu đó. Những người khác ấy, mà không hiểu về tài chính ấy, thì anh em mình bắt đầu chi nhiều hơn. Mình có 20 triệu franc thì mình làm việc này, làm việc kia, làm cái gì đấy. Nhưng Polymer thì khôn hơn thế. Polymer vay của các ngân hàng Pháp 200 triệu franc, và bảo là tao muốn vay của chúng mày 200 triệu, 10 năm tao đủ trả đây này, bằng chứng thế này, kết quả đây này. Đấy, cho nên là vay 200 triệu làm được nhiều việc chứ. Đây là nó đòn bẩy tài chính ấy các bạn. Giống như bây giờ anh em mình đang có 1 tỷ doanh thu, mình 1 tỷ thì mình lấy 1 tỷ cho vào ngân hàng, xong ngân hàng cho mình vay tiền ấy. Đấy. Thế thì nhiều ông khác, nhiều người làm quý tộc hay là làm quan quyền ấy, không phải ai cũng hiểu về tài chính đâu. Bản thân anh em mình ngồi đây, tôi cũng là giám đốc kinh công ty, cũng lập nghiệp, nhưng tài chính là một trong những yếu mình yếu, mình không giỏi về tài chính. Thế thì Polymer giỏi tài chính, cho nên Polymer là gì? Một là thu thuế, sang phát là quyết định ngay là thu thuế. Việc thứ hai là vay tiền của các cái ngân hàng Pháp, mà ông ta ở Pháp đã có mối quan hệ tốt với các ngân hàng,
đã có tốt quan hệ tốt với giới tài phiệt. Trước khi sang Pháp, trước khi sang Đông Dương, ông ta đã có cuộc gặp với các nhà tài phiệt rồi, đã bàn trước rồi. Đấy, ông ta nhìn trước này, tôi đọc xong tôi thấy là ông đã tính trước này. Sang đây làm gì, kế hoạch làm gì, đường sắt như thế nào ấy. Ông ta chỉ muốn cưỡi ngựa, chỉ muốn đi xem cái thứ này để mà cho chắc chắn cái quan điểm của mình, chứ còn kế hoạch là đã nằm trong đầu nhé. Rất vì thế 5 năm mới có thể làm được nhiều việc như vậy, chứ còn nếu không ấy không làm được đâu. Thế thì các công trình hạ tầng nhé, ông ta xây cầu Long Biên này, Tràng Tiền này, làm đường sắt để làm cái này kia. Và vừa tôi nói khi ông ta làm đường sắt ấy, anh em mình bắt đầu nghĩ nha, như chúng ta chưa từng mua ô tô hay là đi ô tô hay là máy bay hay cái gì đó, chúng ta chưa làm ở trong cái nhà máy công nghiệp, ví dụ như ai đó làm ở trong cái nhà máy ô tô Trường Hải của anh Trần Bá Dương nhé, hay làm ở VinFast nhé, thì rõ ràng rằng tầm nhìn của mình về cái đấy nó khác hơn. Đấy, những ai làm về thương mại điện tử thì cái kinh nghiệm của mình về thương mại điện tử nó rất là tốt. À, vì sao? Vì khi mình gặp những cái chuyện như thế thì mình dễ quyết. Cho nên các bạn nhìn lại này, lại connecting giờ đó, khi sang đây ông đang nghĩ luôn là mở đường sắt. Thì trong cái việc mở đường sắt thì có một cái việc đấy là phải mở cầu thôi, mới nối cái đường Việt Hà Nội phải 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 chạy xuống Hải Phòng. Hải Phòng là cái cảng biển nhé, mở đường xuống để mà đi làm cảng biển chứ, mới phải mở cái phải có một cái đường sắt. Ngày xưa trước khi cầu Long Biên ấy làm không có đường vận chuyển là qua những cái con thuyền lại cứ chở được thì lên để phía bên bờ sông bên kia, xong lại chở sang bên này rất lâu. Ông ta quyết định nhìn luôn đấy là, và trong vòng 1 năm sau khi sang Việt Nam ấy, là các cái chính sách, các cái kế hoạch và đề án. Đề án là gì? Ông ta tuyên bố là cái như là đấu thầu tuyên bố là tổ chức một cuộc thi xem là ai thiết kế cái cầu cầu Long Biên ấy, cầu Polymer, ngày xưa là cầu Polymer ấy. Thì 1 năm sau là bố đã thiết kế, đã có kết quả rồi. Tức là rất nhanh. Các bạn hình dung không? Kế hoạch nhé. Bình thường bây giờ là một người như chúng ta này, tôi nghĩ là bản thân tôi cũng là một người không kém lắm. Nhưng nếu giả sử như tôi á, tôi nghĩ rằng là 1 năm là mình bắt đầu có kế hoạch, năm thứ hai là bắt đầu thu xếp tài chính, năm thứ ba là bắt đầu mình vẽ cầu, vẽ đường sắt, năm thứ tư là bắt đầu về đi kiếm thêm tiền, năm thứ năm là về hết nhiệm kỳ rồi, chả làm được cái gì cả. Cho nên là đồng chí này là làm rất nhanh, trong vòng 1 năm là cái kế hoạch này đã xong, xong về kế hoạch, xong về tầm nhìn và tiền cũng xong. Đấy, sau làm tiếp tục sau đó thì ông ta làm gì? Ông ta tập trung vào việc phát triển các thiết chế khoa học, văn hóa, giáo dục. Đấy, mở cái trường này trường kia nào, viện Viễn Đông Bắc Cổ, rồi trường Y Hà Nội, rồi Đại học Đông Dương này. Và có một cái thứ rất hay, để tôi chờ 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 để tôi chỉ cho một cái chỗ rất hay. Nhá, kiến tạo không gian này, quan điểm của tôi thì khác. Tôi giải thích này, quan điểm trước đây ấy, là người ta hay nói ấy, là xây dựng được một hệ thống tài chính độc lập ở thuộc địa tương đối hiệu quả, nhưng các loại thuế của Polymer trở nên nặng nề và cơ cực, gây ra phản ứng của người dân. Còn tôi không nghĩ thế, cá nhân tôi không nghĩ thế, bởi vì đánh thuế, và đánh thuế vào rượu, đánh thuế vào thuốc phiện ấy mà, thì mới đánh thuế là tốt. Giống như bây giờ ấy, tiền thu ngân sách của mình mà đánh thuế vào bia tất nhiên sẽ bị chống đối, bị cản trở gì đấy, có nhiều lý do lắm, nhưng mà một số thứ chúng ta rất nên đánh thuế vào. Có những thứ mà rất đáng để đánh thuế,